Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi hướng dẫn Escape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 19. Buổi hôm nay là mình sẽ tiếp tục chuỗi series hướng dẫn về vật liệu trong Escape. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn về vật liệu sàn gỗ. Cái này thì dùng rất là nhiều, hầu như ai cũng làm cái sàn gỗ rất là nhiều trong nội thất. Để mà làm sàn gỗ đẹp á, thì chắc chắn rằng bạn cũng phải kiếm cho mình những cái bộ, sưu tầm cho mình những cái bộ sàn gỗ mát gỗ, cái bộ sàn gỗ đẹp mà nó đầy đủ những cái tính chất vật liệu đi kèm, đủ những cái tính chất vật liệu đi kèm rất là nhiều nha các bạn. Bạn hãy sưu tầm cũng như tìm kiếm. Mình thì cũng sưu tầm được vài bộ, nói chung là cũng đủ để sử dụng sàn gỗ. Ví dụ như bộ này, mình cũng mình sẽ lấy một vài map trong cái bộ này để mà hướng dẫn các bạn cách vật liệu ở trong sàn gỗ Escape. Rồi bây giờ đây là cái sàn gỗ đầu tiên mình muốn giới thiệu nè, dạng sàn gỗ xương cá. Thì sau khi mà bạn lót cái map sàn gỗ vào rồi, bạn UV xong xuôi rồi, thì bây giờ bạn điều tinh chỉnh vật liệu cái cho nó thôi. Đầu tiên thì bạn phải cho nó là đây cái bộ sàn gỗ của mình đây. Ví dụ như cái bộ này thì nó có gồm cái map albedo. Map đây là map phản xạ boom normal. Thì thường ở sàn gỗ mình sẽ dùng cái map albedo với map normal. Tại vì map normal nó mới làm cho cái rãnh trong cái sàn gỗ á, nó hiện rõ hơn. Còn cái map boom á, thì cái bề mặt của cái sàn gỗ thì nó hiện rõ hơn. Nhưng mà thường mình sẽ chọn cái map normal, nếu như trong cái bộ map nó có cái map normal nha. Thì bây giờ mình sử dụng cái map normal nè. Sau khi lót vào rồi, ban đầu của nó là 100 thôi. Để mình kiểm tra thử nè. Đó là bắt đầu nó có cái lõm của cái khe cái sàn gỗ rồi nè. Mình muốn tăng lên 150 đi. 150. Cái map sàn gỗ này thì mình UV nó hơi ca to quá, thì mình giảm xuống chút. Rồi, giờ mình tăng lên 150 đó. 150 thì cái khe nó hiện rõ hơn. 170 luôn. Rồi. Thì như vậy thôi. Lót cái map sàn gỗ vào. Sau đó là lót cái map normal vào. Thường sàn gỗ sẽ tăng cái map normal này lên. Cũng có mấy bộ sàn gỗ thì cái map normal này nó làm kỹ, chỉ cần 100 là cái khe của sàn gỗ nó đã đủ rồi, nó đã đạt rồi. Còn không thì thôi, nếu mà chưa đủ, chưa đạt thì bạn tăng lên, tăng cái cường độ của cái map normal lên. Sau đó là bạn bắt đầu là bạn làm cái phản xạ cho nó. Thì một là bạn để 50% là đây là cái sàn gỗ nhám này, bình thường này, bình thường, sàn gỗ nhám bình thường. Nếu bạn muốn nó bóng hơn thì bạn có thể đưa về 30, cho nó bóng hơn. Thì một trong hai thông số này thôi. Đây là cách thông thường làm. Nhưng mà thường là mình sẽ sử dụng map bẩn. Đối với sàn gỗ, bạn cũng nên sử dụng cái map bẩn nhẹ thôi. Kiểu này nè, bạn tích bỏ cái này đi. Thường á, map bẩn này bạn cho nó nhỏ lại 0.5. Hoặc là có những cái map bẩn khổ lớn mà bẩn ít á, thì bạn cứ dùng thoải mái. Còn cái dạng này là map bẩn nhỏ thì mình cứ giảm nó về. Không thể nào mà giấu bằng tay nó, hoặc là những cái đốm này nó to quá được. Sau khi bạn bỏ cái tính năng đồng bộ đi nha. Rồi, bạn đảo ngược map. Nếu như sàn gỗ mà bóng, bóng thì bạn cho nó tầm 70. 70 là nó bóng. Nhưng mình coi nè. Trên đây nè, nó có những cái vệt dơ dơ nè. Vệt dơ dơ của cái map bẩn nè. Map bẩn nè.
Do cái bề mặt sàn gỗ nó thường nó tối á, thành ra là bạn cảm giác là nó bóng nhiều. Nhưng mà thường mình sử dụng 50 hoặc 55. Mình thích sàn gỗ nó nhám nhám vậy thôi, chứ mình không có muốn nó phản xạ nhiều quá. Nó của sản phẩm như vậy nó phản xạ nhiều quá. Chưa mà lót vào thì nó sẽ có những cái bắp bẩn nhẹ nhẹ này. Đây, đây là những cái bẩn của sàn gỗ đây mà ha. Ghê rảnh không? Mình đưa về 50, thường là mình hay sử dụng 50 thôi. Mình thích nó kiểu nó nhám nhám gì. Nó nhám nhám gì. Đó. Nếu mà cái sàn gỗ của bạn cảm thấy cái màu nó tối quá, bạn muốn cho nó sáng lên thì bạn giảm cái này lại, pha chút màu trắng của cái color lên. Đó. Thì màu sàn gỗ của bạn nó dịu lại, trắng sáng thôi. Bình thường ổn mà. Thì sàn gỗ mình làm thường chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà bạn muốn nó bóng hơn một xíu nữa thì bạn chặt tăng nó lên 55. Cho nó có độ phản xạ xíu. Chứ đừng có cho nó bóng bóng mờ quá, bóng mờ quá thì mình không thích cái bóng mờ lắm. Thường mà mình thấy nó cũng có sàn gỗ nó kiểu như cái độ phản xạ của nó cao á. Nhưng mà thường nếu mà phản xạ trong Escape cao á thì cái vùng mà phản xạ này nè nó sẽ hiện nó nhiều, thành ra thường là mình hay để 50 thôi, tùy góc thôi. Như góc này nó phản xạ mình không có thấy được cái vùng phản xạ thì không sao, chứ có những góc mà thấy vùng phản xạ lớn á, thì bạn nên giảm cái phản xạ của cái sàn gỗ lại. Vậy thôi, bạn thấy nó nhạt quá thì bạn tăng nó lên chút, 95. Mình thấy 90 nó dịu hơn. Rồi, muốn đậm hơn á, thì kéo cái này, muốn pha màu á, thì cái này. Nhưng mà thường sàn gỗ thì mình ít có pha màu. Mình sử dụng cái màu bản thân của nó thôi. Đấy, vậy là xong sàn gỗ nha các bạn, đầu tiên nha. Rồi, bây giờ mình qua cái dạng sàn gỗ thứ hai, cũng là dạng sàn gỗ xương cá. Nhưng mà cái màu của nó thì nó tối hơn. Cái màu này cũng rất là hay dùng trong nội thất này. Thì sau khi lót cái map albedo vào á thì mình cũng UV xong xuôi, thì cũng giống như kia thôi, mình cũng lót cái map normal vào, nó có cái map boom. Nhưng mà thường á sàn gỗ thì mình hay sử dụng cái map normal hơn. Rồi, bạn đưa cái map normal vào đi. Bạn thấy không, cái khe nó xuất hiện rồi, cho nó lên 50 đi. Rồi, như cái map này mình thấy 50 là ổn rồi, 50 là ổn rồi. Cho nó lên 70 cũng được, cho nó sâu luôn. Rồi, sau đó là mình lót cái map bẩn vào. Mình hay sử dụng map bẩn thôi, đưa nó về 0.5, đảo ngược map cho nó về 50. Rồi xong, ai muốn bóng thì đưa lên 70, còn ai mà muốn mờ mờ nhám nhám thì đưa về 50. Mình thì cứ vậy. Màu của nó tối quá, hạ màu của nó xuống xíu, tăng nó về 90. Rồi, trắng quá rồi, cho nó 95 thôi. Mà thường cái sàn gỗ màu tối á, sàn gỗ màu tối á thì mình thấy nó hay cái độ bóng nó cao, cho nó 70. Tùy bạn thôi, 70, 75 gì cũng 70, 70, 50 gì cũng được, tùy cái nhu cầu bạn muốn thể hiện. Đối với công trình mà dạng sang trọng thì cái gam màu nó, cái độ phản xạ sàn á, cái độ bóng nó hơi cao. Còn những công trình mà kiểu thô mộc á thì cái độ bóng thường là nó ít có bóng, ít có bóng. Rồi, vậy nha các bạn, xong cái sàn gỗ thứ hai nha. Vậy thôi, xong cái sàn gỗ thứ hai. Rồi tiếp cái sàn gỗ thứ ba thì đây dạng là sàn gỗ thanh thẳng chứ không phải dạng xương cá. Rồi bây giờ tương tự thì mình cũng lót cái map normal cho nó vào. Cái này 100, bình thường là 100 này, thì trường hợp này nó ít cái thấy thì mình tăng lên 80 luôn, 180 luôn, 180 luôn. Nó tùy vào cái bộ map của bạn,
nó như thế nào, càng nhà phát triển cung cấp bộ mặt chuẩn càng chuẩn thì bề mặt của bạn càng đẹp hơn. Rồi sử dụng mát bẩn 50, nhỏ gợt mát đưa về 50 là rồi xong. Ai thích bóng thì tăng lên 70, đơn giản chỉ có vậy. Có những cái bếp bẩn này, có những cái ron của cái sàn gỗ rồi này, tầm tầm vậy thôi. Còn mà nào mà muốn mà những cái ron nó sâu nữa thì có thể sử dụng cái plugin tạo sàn trong SketchUp, rồi bạn sử dụng bát gỗ, bạn sử dụng bát gỗ bạn ép cho nó là được. Còn cái này thì mình dùng sử dụng bộ mát rồi, thành ra nó phụ thuộc vào cái bộ mát như thế nào thôi. Có những cái mát thì cái mát normal khi mà import vào thì nó sẽ hiện rất là rõ. Cái này mình tăng lên 200 luôn, rồi cho nó sâu luôn, chả có gì cả. Màu của này nó rực quá, mình hãm nó xuống xíu, mình hãm nó xuống 90 luôn, 90 nó nhạt quá. Rồi 95, đừng có lạm dụng cái này nhiều nha bạn. Lạm dụng cái này nhiều thì cái vân của mình á, cái màu sắc của mình á, cái vân của mình nó sẽ nhạt á, đừng có lạm dụng cái này. Rồi vậy là xong cái kiểu sàn gỗ thứ ba, màu sáng sáng vàng vàng. Cái này hay dùng, cái này kiểu màu vàng này, cái màu vàng này dùng rất là nhiều. Rồi mình giới thiệu về cái sàn gỗ cuối cùng. Dạng này thì cái màu nó đậm hơn, những cái công trình không gian mà nó mang tính chất sang trọng thì cái màu đậm này dùng nhiều. Thì sau khi bạn lót cái map albedo vào, bạn lót cái map normal, cái map normal này cái rãnh nó không có thiết kế không có sâu lắm, mình kéo lên 200 luôn, kéo lên 200 cho nó mát luôn, cho nó hiện rõ cái ron cái đường rãnh luôn, không có gì cả. Cái này cứ là cái mát bẩn luôn, đảo ngược mát luôn. Kiếm cho mình cái bộ mát nha các bạn, sàn gỗ nên kiếm cho mình một cái bộ, những cái bộ gạt bộ mát. Năm mươi mà bạn nào công trình mà thấy, mình nghĩ 50 được rồi, chứ dưới 50 nữa thì nó ấy lắm, nó trơ lắm. Do đây là ánh sáng nó nhiều cho nên bạn thấy rằng nó phản xạ nhiều, chứ thật ra công trình nội thất của mình cái chiều ánh sáng nó vào sâu, chiều sâu nó không có nhiều lắm, chủ yếu là ánh sáng nhân tạo bên trong thôi, chứ còn bên ngoài nó chỉ vào khúc trước thôi. Nếu bạn tăng bên ngoài cao quá thì đôi khi nó sẽ cháy sáng cái vùng cửa. Mà thấy không, đẹp mà, mình thấy nó ron rất là ok, chân thật luôn, chân thật luôn. Mình đưa nó về 50, ai mà muốn sang trọng thì đưa nó 70, bóng lón luôn. 70 hay 65 hay 60 cũng được, tùy vào công trình của bạn, nhưng mà thường là hai cái móc đó để các bạn căn chỉnh thôi. Mình đưa ra cái những cái móc, hoặc là mình đưa về 50, mình hãm cái màu nó xuống 90, rồi đẹp luôn. Ngồi đẹp luôn, vậy thôi. Ok, cho nó 93 đi, cho nó đậm xíu. Sàn gỗ là chỉ có vậy, cứ 50-70 là cái móc cơ bản. Còn cảm thấy mà 50 mà nó vẫn còn bóng á thì giảm xuống 45-47, hay là muốn tăng lên thì 53-54, còn muốn nó bóng cái sàn á, thì để 70. 70 có thể xây dịch lên 75 hay là 65 gì cũng được, tùy các bạn. Nên sử dụng mát bẩn cho nó nhanh, và lại nó chân thực hơn cái sàn hơn. Sử dụng những cái mát bẩn nào mà nó ít, không có bẩn nhiều, chấm chấm đớm đớm thôi. Rồi vậy là xong buổi hướng dẫn về sàn gỗ. Cố gắng kiếm cho mình những cái bộ sàn gỗ đẹp. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Cái gì các bạn đăng ký ủng hộ kênh để ủng hộ cho mình. Rồi chào tạm biệt các bạn.